Việt Tân và chiến dịch Tháng Tư Đen, một tổ chức sống bằng thù hận. Trong suốt tháng 4 năm 2020, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền để kỷ niệm 45 năm ngày sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng hòa, với nội dung chính tương tự các năm trước. Điểm mới đáng chú ý trong năm nay là chiến dịch 45 năm Tháng Tư Đen do Đảng Việt Tân tổ chức. Cụ thể, ngày 30 tháng 1 năm 2020, chi nhánh Bắc Mỹ của Đảng Việt Tân công khai kêu gọi cộng đồng tham gia phong trào chống ngoại xâm, xóa độc tài xê dân chủ, để kỷ niệm 45 năm ngày sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cùng ngày, họ lập fanpage 45 năm tháng 4 đen, để quảng bá phong trào đó. Các ảnh chụp cho thấy ngay từ thời điểm đó, họ đã thống nhất về mẫu logo và áo phông 45 năm tháng 4 đen. Trong tháng 2 năm 2020, fanpage 45 năm tháng Tư đen đã tự xưng là ban tổ chức ngày 30 tháng 4 năm 2020 và công bố các hoạt động của sự kiện. Ban tổ chức bao gồm Việt Tân Bắc Mỹ, hệ thống truyền thông tiếng nước tôi và Hội Dân Chủ cho Việt Nam. Đại diện ban tổ chức là Đảng Vũ Trấn, Ủy viên Trung ương Đảng Việt Tân, và email liên lạc của sự kiện cũng có đuôi Việt Tan, ốc. Tháng 4 năm 2020, ban tổ chức thông báo chuyển sự kiện thành tưởng niệm và tâm tình trên mạng xã hội để tránh dịch COVID-19. Để hưởng ứng phong trào này, trong tuần cuối tháng 4, các đảng viên và thân hữu Việt Tân ở hải ngoại đã đồng loạt để avatar đăng ảnh mặc áo 45 năm tháng Tư đen. Ở trong nước, hầu như không ai hưởng ứng chiến dịch này của Việt Tân, ngoại trừ Trương Văn Dũng trình diễn một bức ảnh. Qua nội dung chiến dịch 45 năm tháng Tư đen, có thể rút ra hai nhận xét: Thứ nhất, Việt Tân sẽ tiếp tục coi chống Trung Quốc như một vỏ bọc quan trọng và định hướng tuyên truyền quan trọng trong các hoạt động chống nhà nước Việt Nam. Thứ hai, Việt Tân duy trì cộng đồng của họ ở hải ngoại bằng cách nhắc lại một cảm xúc chung là hận thù. Đây sẽ là điểm yếu trong hoạt động tuyên truyền và xây dựng cộng đồng của họ do thiếu khả năng thu hút giới trẻ ở hải ngoại. Một chiến dịch truyền thông phủ nhận sạch trơn mọi nỗ lực và thành tựu của chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển Đông, cùng thực tế rằng chính phủ là lực lượng duy nhất có đủ nguồn lực và quyết tâm để giữ nền độc lập, liệu có giúp ích cho việc chống ngoại xâm không? Một lực lượng tồn tại nhờ chính giới Âu Mỹ, thay vì người dân Việt Nam liệu có thể xây dân chủ không? Và một cộng đồng hình thành nhờ hận thù có thể đem lại một tương lai hòa bình, tự do cho đất nước không? Bằng chiến dịch 45 năm tháng tư đen, Việt Tân đã tự khẳng định rằng họ là một tổ chức mà người dân Việt Nam, cả trong nước lẫn hải ngoại, không nên tin tưởng.